Ngày 16 tháng 6, Bộ Y tế cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vừa có cuộc làm việc trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba, lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Gen và Công nghệ sinh học Cuba, Tập đoàn Dược và Sinh học Cuba về cung ứng vaccine ngừa COVID-19 và chuyển giao công nghệ đóng vaccine này tại Việt Nam. Tại cuộc làm việc, phía Cuba cho biết vaccine có tên Abdala đã qua 3 giai đoạn thử nghiệm trên người, trong đó có giai đoạn 1 là 123 người, giai đoạn 2 là 660 người và giai đoạn 3 là 48.000 người. Kết quả thử nghiệm cho thấy vaccine có khả năng ngăn chặn các biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Nam Phi và Brazil. Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba cho biết, nước này có thể sản xuất 100 triệu liều Abdala trên một năm và chỉ sử dụng 30 triệu cho nhu cầu trong nước. Nếu Việt Nam có nhu cầu, Cuba sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ, có thể mở thêm hai xưởng sản xuất để đáp ứng về số lượng. Bộ Y tế cho biết vaccine Abdala sử dụng công nghệ tương đồng vaccine Nanocovax của Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tại Việt Nam, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang được giao công nghệ vaccine này. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian qua, bộ này đã tiến hành hàng trăm cuộc đàm phán tìm mua vaccine. Nhưng kết quả thực tế rất khiêm tốn. Đến nay Việt Nam mới nhận được 4 triệu liều, rất ít ỏi so với nhu cầu sử dụng trong nước. Tại Việt Nam, hiện có hai vaccine ngừa COVID-19 đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người. Trong đó có một vaccine hiện ở giai đoạn 3 và một vaccine chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2. Bộ Y tế trước đây cho biết sẽ cho các vaccine này nghiên cứu theo hình thức gối đầu để giảm thời gian chờ đợi thủ tục. Tuy nhiên, thời gian qua, nhóm nghiên cứu đã chờ hơn một tháng để đủ các thủ tục cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.